Xin kính chào các quý vị. Chào mừng quý vị đã đến với kênh Đá Quý Thanh Hóa. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Quý Thanh Hóa xin được giới thiệu đến với quý khán giả một tác phẩm thạch anh trắng pha lê đã được mài đánh bóng từ đá thạch anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Đây là đánh lũa nhé, đây là đánh sang dáng theo dáng lũa, gọi là dáng bonsai. Một mẫu đá thạch anh độ trong cực tốt, quý vị nhìn này, độ trong của đá này, phần này đạt được độ pha lê quý vị nhé, độ trong của đá. Nó là đá tự nhiên cho nên nói có những địa điểm trong nó không đồng đều quý vị này. Đây, trên này thì rất trong nhưng ở dưới này thì phần này nó sẽ đục hơn một chút. Đây, ở đây nó có những cái đường dạn, đường chạy tự nhiên của các cái vân đá. Đá tự nhiên nó phải là như vậy. Một tác phẩm đá thạch anh trắng. Chiều cao của đá từ đỉnh này xuống dưới mặt này là 20 cm. Bề ngang điểm rộng nhất là điểm này, nó là 11 cm. Và tổng khối lượng của cả đá và đế tác phẩm này nặng là 1,7 kg. Và riêng đá không nặng là 1,5 kg. Và hiện tác phẩm này tôi đang giao lưu cùng với quý khán giả với giá là 1.100.000 đồng. Nếu quý vị nào mà quan tâm muốn sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị yêu thích chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Cam kết sản phẩm là đá thạch anh chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên, quý vị có thể kiểm tra kiểm định thoải mái. Nếu phát hiện không đúng, tôi xin đền gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định đối với sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên nhận được những video mới nhất. Hàng ngày kênh Đá Quý Thanh Hóa luôn có những video giới thiệu về các sản phẩm đá phong thủy, đá đẹp tự nhiên mang đến phục vụ các quý khán giả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nếu có nhu cầu muốn gia công hoặc sở hữu các sản phẩm đá phong thủy thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Bên tôi thì ngoài bán các sản phẩm sẵn có thì cũng sẽ nhận hàng gia công các sản phẩm đá phong thủy theo yêu cầu của quý khách. Nếu nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại của tôi 0354 099 099, gọi điện trực tiếp hoặc nhắn tin qua Zalo theo số điện thoại này cho tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.